Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Khải nha. Và ở cái clip này thì Khải mua nhanh một cái đai lưng phòng thủ vật lý, sinh lực, nội lực. Nói chung là cái dòng nội lực đó anh em. Nội lực nói chung là Khải cũng có thể kích được, nhưng mà tiếc một cái là cái thân pháp nó có một thôi. Cái này thân pháp 10 là đẹp anh em, thân pháp một thôi. Nói chung là thằng em nó bán rẻ Khải một kim thì cũng ok. Cảm ơn Nambi bán cho Khải một kim. Ok, thêm em tìm anh bao tay 540%, dòng một sinh lực lực. Tìm anh bao tay 540%, dòng một sinh lực lực lực. Ok, đúng rồi. Ok, được hai món nè. Khải sẽ trang bị set đồ phòng thủ này mà. Tại vì Tống Kim vừa rồi có đánh trận đánh Tống Kim đầu tiên được top 9, nhưng mà cảm giác yếu xử lý quá. Vào thiên vã cho sắp mặt anh em. Nên là Khải sẽ build theo cái kiểu mang hiệu ứng 80 làm chậm và 40 chón và phòng thủ lý. Đó. Hai món này kèm theo gia chiến của Khải thì hợp lý rồi anh em. Nói chung là anh em thấy không, đồ như thế này thôi mà đánh Tống Kim vẫn là tốt. Thì bây giờ Khải chỉ cố gắng xác định tìm thêm cho mình thêm cái độ nội lực một chút. Tại vì trong trận Tống Kim vừa rồi thì nội lực thấp quá, cái 515 thôi, sấy 3 con cái hết mana rồi. Nên là Khải đang cần, chỉ cần là sinh lực nội lực là được. Đó. Ok, anh em xem đừng quên ủng hộ video Khải sâu đồ, mua đồ chuẩn bị cho set đường môn nha anh em ơi.